Xin chào quý vị và các bạn. Khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên ngày mai duy trì mưa rông, cục bộ có mưa to tập trung vào chiều tối đêm và sáng. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày mưa giảm và còn nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Đối với các tỉnh miền Trung trong vòng 24 giờ tới tiếp tục có mưa rào và rông ở diện giải rác tập trung về chiều tối và đêm, cục bộ có nơi xuất hiện mưa to, cần đề phòng với lốc xét cũng như là gió giật mạnh trong cơn rông. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ban ngày còn nắng gián đoạn với nhiệt độ trưa chiều là 31 đến 34 độ. Từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận có mưa nhiều hơn nên nhiệt độ cao nhất sẽ ở ngưỡng là 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam đang có xuống hoạt động mạnh hơn. Do vậy cả hai khu vực này có mưa nhiều vào thời điểm chiều và tối, cục bộ có mưa to và có thể xuất hiện mưa rông mạnh trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ về lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là từ 27 đến 30 độ, Nam Bộ cao hơn là 30 đến 33 độ. Trên biển, khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và rông làm giảm tầm nhìn xa xuống từ 4 đến 10 km. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Gió phổ biến ở mức là cấp 4 và cấp 5. Nhiệt độ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không quá 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.